Rồi bây giờ mình review lương thực không sao của mình nha các bạn. Rồi đâu, bên 3 sao của chị có gì? Đây là 5 sao của mình nha các bạn. Wow, mình chào bá luôn. Hello các bạn. Để thay đổi phong cách thì hôm nay team mình sẽ thử thách 24 giờ cắm trại theo sao. Và mình sẽ làm phiên bản sao kiểu nhà nghèo nha các bạn. Trên tay mình gồm có 3 phiếu, đó là 0 sao, 3 sao và 5 sao. 0 sao thì tương ứng với 100.000, 3 sao tương ứng với 300.000 và 5 sao thì tương ứng với 500.000. Trời ơi, 5 sao mà được 500.000 mua đồ ăn đã lắm á. Ăn mà vô 5 sao chắc sướng lắm ta. Rồi ở đây là 5 người đúng không? Dạ. Sẽ chia ra làm 3 đội, cô bắt trang, gái là gái, chị là bắt. Con bắt cho. Rồi Minh. Con thích solo. Rồi ok, solo mình ha, qua đây cắn. Rồi để cho mà công bằng, cô sẽ giao cái phím này cho bạn lắc lên và rải xuống. Cái này là hên xu nha, tùy theo ăn ở của mọi người nha. Rồi rồi rồi. Tốt mà tốt chưa tới, mình mới tốt thật sự nè. Rồi bây giờ là phần quan trọng, cô sẽ phát tiền 5 sao được 500.000. Rồi 5 sao 100.000. 5 sao cô, 5 sao với thầy. Còn 3 sao hai mẹ con mình được 300.000 nha các bạn. Rồi bây giờ á, mình sẽ ra siêu thị Bách Hóa Xanh mua đồ ăn. Tính tổng cộng trong đây rồi mình đi bắt đầu cắm trại 4 giờ nha. Yeah. One hour later. Để tiết kiệm thời gian, team mình cũng ghé Bách Hóa Xanh mua lương thực để nhận thử thách trong 4 giờ cắm trại này. Và theo từ 0 sao tới 5 sao nha các bạn. Và mình có tận dụng theo cái miếng lót như đây. Mình tận dụng cái liều quân đội có sẵn ở nhà. Mình cũng vậy luôn nè các bạn. Các bạn thử xem đồ ăn 5 sao của mình có gì không nha các bạn. Thôi còn mình á, mình không sao với các bạn. Mình về mình xin cha mình cái liều quân đội, cái lỗi cái giống quân đội này nha các bạn. Còn 100k của mình thì mình tận dụng mình mua lương thực. Hôm nay thì mình để dành 300k mình mua toàn bộ lương thực luôn, chỉ cái này là tận dụng lại thôi nha các bạn. Rồi bây giờ mình kiếm chỗ nào để mình dựng trại đây. Cái võng quân đội này rất là xịn sò luôn các bạn. Các bạn nhìn tưởng cái túi phải không, nhưng mà ở trong là có cái võng á. Đó các bạn thấy không? Đó cái võng mình có nguyên cái bụng nè, tối nay khỏi sợ bị mũi chích luôn. Cái cây này thì để gác lên như nè nó. Còn cái ở dưới của mình là nó có 3 lớp như các bạn. Nó khỏi sợ bị mũi chích ở dưới luôn. Nhưng mà mình sợ nhất là cái chè mưa. Các bạn chè mưa nó ướt mà nước mãi ướt hết luôn à. Rồi giờ mình ra làm đồ ăn thôi. Bây giờ mình sẽ lót cái manh ở bên trong để nằm cho nó không có bị lạnh nha các bạn. Mình là 5 sao nên mình đã chuẩn bị 2 gói và 1 cái chăn nệm nha các bạn. Rồi bây giờ mình review lương thực không sao của mình nha các bạn. Đâu. Để coi coi coi. Mua cái gì? Đầu tiên là trái dưa hấu. Trái dừa. Lấy 1 chai nước suối bự Awa. Một mình uống 1 chai nước rồi ăn. 1 bánh bánh Uchi Snack Tôm. Với 1 hồng 1 hũ lộn 1 lon Coca. 1 lon Coca 2 lon luôn. Ở một chai C2. 2 lon mì. Mì dầu hay gì ra. 2 lon mì. Ở với một chai nước suối. Tổng hóa đơn của mình là tổng cộng của mình là 104.000 nha các bạn. Nó mình bù em 4.000 nữa đó. Trời ơi anh mua đường luôn hả? Nó có đâu, cái này người ta tặng em. Không, ta thối, ta 5 dạ, sao con à, cô. 5 sao. Wow, coi 5 sao xịn sò không này, không sao ơi. Đây là 5 sao của mình nha các bạn. Wow, mịt chà bá luôn. Xì nắp. Ồ. Bánh gạo lứt sấy. Ôi. Kẹo chấp. Đây là nuôi chiên, nước suối bự, hạt điều. Bánh này là bánh xì nếp nhân vị sữa dừa. Ôi. Đây là nguyên chai nước ngọt. Rong biển, xì nếp nữa. Trời ơi, xì nếp suối. Trời ơi. Đây là nước đình nè đàm. Trời ơi, nước yến. Trời ơi, nước yến. Trời ơi, nước yến hạt chia. Trời ơi, hai hũ đâu nguyên dây chứ. Trời ơi, xúc xích. Bắt khác. Hai cái tao. Cái lời. Đây là quá đơn. Trời ơi, lấy dạy con. Dạy con luôn, như xế tao quần luôn á. 353.000 nha cô. 353. Điều đặc biệt là cái liều này con biết nó nực lắm nên con đã chuẩn bị cái quạt. Wow. 150. Quạt này nhiêu? 150 cô. Vậy là con lỗ 3.000 phải không? Dạ con bù 3.000 vô á. Trời ơi đúng là 5 sao của khác. Ơi. Ủa. Wow. Ủa có đèn không sao? Ơi đèn ơi. Mát quá à. Ở ngoài cho chị biết ơi. Bằng pin. Mát quá. Quá dữ. Thôi mình về nhà mình bày ra coi đồ ăn của mình Trang ơi. Đi nha. Rồi đâu, bên 3 sao của chị có gì? Rồi đi Trang. 3 sao của chị nè. Là à, có bánh gạo. Cái này là bánh nách và đậu thập cẩm. Cái này là bánh bắp. Bánh quế. Ốc rong biển. Ủa, ốc chó. Táo nữa nè. Khoai tây chiên.
và dưa hấu, sữa cam ép, trái cây, kẹo, xúc xích, chai nước bự. Tổng cộng là 268 ngàn. Cô ra ngoài mua thêm cái đèn nữa, biết ở đây tối Trang sợ bóng tối nên cô mua cái đèn 90 ngàn nữa. 268 cộng này 90 nữa, cô bù 58 ngàn vô nữa. Trời ơi, ủa nhưng mà mẹ, cái đèn này có điện vô mà ở đây đâu có điện đâu. Tụi con coi cái công dụng của nó là nha, tụi con phải dặn vô khớp nha. Đúng rồi. Ban đêm ta sẽ máng đèn trên nóc của cái liều. Trời, thấy 3 sao với 5 sao xuống chưa cứ cái đèn luôn. Còn mình không sao, không có cái đèn với trơn. Chứ tối nay mình sống âm thầm quá. Ôi thôi, nhà anh ấy ở đi, về đi. Thôi, đói bụng quá, về ăn thôi anh em ơi. Mình là 5 sao, mình ăn tới sáng ngày mai còn chưa hết nữa. Thôi, mình đói bụng quá, mình với Jane ăn xúc xích hai con bò nha các bạn. Giờ mình uống nước với ăn bánh trước với các bạn. Còn chưa chưa mình ăn mì với uống nước. Rồi chiều chiều mình sẽ ăn mì với ăn tráng miệng nha các bạn. Đã quá. Rồi ba sao mình ăn sáng đi Trang ơi. Dạ, con sẽ ăn bánh khoai tây. Mẹ ăn rong biển nè. Cũng hên là nãy mẹ bóc trúng 3 sao chứ mà không sao ít đồ ăn con nó bụng luôn á Trang. Dạ, cái này cũng hên thôi mà mẹ. Nếu mà các bạn thấy video này hay hãy cho mình một like, đăng ký kênh và chia sẻ trên Facebook cho nhiều người cùng biết để team mình có động lực làm những video tương tự như thế này cho các bạn xem nha. Trời ơi, công nhận quạt máy này mát quá anh Mạnh ơi. Trời, anh mua chứ sao. Ủa anh ăn xúc xích xong rồi bây giờ ăn gì nữa Vinh? Hay là ăn này đi. Bây giờ mình với Vinh ăn xịn nách nhân sô cô la nha các bạn. Dạ Vinh ăn trước đi. Ngon. Mùi sô cô la quá trời luôn. Đúng rồi. Mẹ ơi con ăn no rồi, giờ con ngủ nha mẹ. Rồi nằm nghỉ chút xíu rồi con. Để mẹ dọn bánh ra cho con thẳng chân được nha. Anh em mình ăn no rồi, bây giờ mình ngủ đi Vinh ơi, lương hợp mình còn nghèo mà, sao vậy? Trời công nhận không sao cũng sướng ghê luôn á các bạn. Mai á mà là mình đem theo cái võng nữa, chứ mình mà không đem theo cái võng này là chắc mình dẫn lừa tới vợ chưa xong luôn á. Thôi giờ uống lẹ thôi cũng ngủ luôn. 2 hours later. Trời nắng ơi. Không sao của mình giờ cũng gần hết lương thực rồi các bạn ơi. Chắc giờ mình dậy mình uống miếng nước rồi mình đi kiếm gì bắt cái đó các bạn. Để tối ăn hết lương thực rồi. Hay, mấy cái mương này chắc có phương pháp gì đó, chắc mình bắt hết luôn quá. Thôi đi. Ôi trời con ốc kìa. Thật quá. Ôi trời con ốc này con ốc bu. Ôi con ốc bu. Ha tụi mày ăn con nè. Trời ơi chưa nắng rồi anh Minh làm gì anh Minh? Anh không sao, anh sợ hết lương thực nên anh đi bóc ốc thêm. Thôi mình là năm sau khỏi còn đi đâu hết. Hay là mình ăn luôn đi. Ăn kẹo, ăn kẹo, ăn kẹo. Em thích ăn gì ăn, ăn thoải mái luôn cũng được nữa. Trời chưa bánh chín này ngon, ngọt ngọt, chua chua ngon quá. Bánh nóc này cũng ngon nữa, hay là anh em mình đỡ nhau đi. Ôi trời ơi con ốc kìa. Ôi mương này quá trời vui các bạn ơi. Chưa. Anh Minh, ủa anh Minh đang làm gì vậy? Trời em bắt ốc có anh nướng ăn. Trời ơi, bên em lương thực nhiều rồi, khỏi còn mấy ốc vậy đó. Trời ơi, nghe tiếng gì bên bển vậy ta? Chạy qua coi mới được. Trời ơi, Vinh ăn gì ngon quá vậy? Vinh đỡ không Vinh? Bên chị có gì? Đông biển. Ủa, làm gì Trang? Dạ con đem bánh qua đổi, đợi bên kia. Trời ơi, thấy bánh bánh ngon thì Vinh đổi qua đổi lại vậy? Thôi cũng được. Dạ. Đã kẹo Vinh. Ok luôn nè. Rồi. Ngon quá à. Tội nghiệp với anh Minh ghê luôn á. Không sao phải đi bắt ốc. Tại nghèo ăn ở đây mà không biết con Minh á. Làm sao mà bắt được không sao hay chứ. Con nhận bắt ốc khát nước quá. Nghe nước rồi. Nãy giờ bạn bắt ốc được nhiêu rồi? Thì bắt ốc cũng được khá khá tối nay tôi ăn được rồi. Gì? Bắt được mấy con mà khá khá? Thì cũng được cái chục con. Thôi giờ con bỏ vô ôn đi rửa tối nướng nha. Có lý nè. Rồi mình rửa ốc xong rồi bây giờ mình lấy nước suối mình ngâm luôn em ơi. Rồi. Thôi trong thời gian này mình lấy dưa hấu ăn thôi. Bỏ cho em miếng nè anh Minh. Ủa ta không nhớ nhà mình có dưa hấu hả Đạt? Trời ơi em ơi. Minh. Nhưng mà mình với bạn là bạn không sao mình không sao đúng không? Bên bạn có mà. Mà đất nữa cho mình miếng nha. Thôi được rồi Vinh, vậy nhà ăn Vinh, nhà mình có mấy cái luôn mà. Tại gì
Rồi. Bánh này vô cho không được vừa buông. Bên kia ăn vô mà bên đây á ba sao ăn táo đi mẹ. Đúng rồi. Ăn cho nó sang. Ăn cho sang sang hơn mà không sao nha. Dạ. Ê, bên kia ăn trái cây ha, mình ăn trái cây luôn đi Vinh. Thôi, ăn trái cây đâu, ăn hạt đều đi. Ừ, hạt đều được, ok luôn. Đây đây đây, để em. Hay quá Vinh. Mà các bạn ăn nha. Mềm mềm nó béo các bạn ơi. Công nhận táo này ngọt quá mẹ ơi. Ngọt mà bọt bọt ngon quá ha. Dạ. À ăn vừa đã khác quá ha. Bây giờ nấu nước nấu mì ăn mới được. Mình cứ chuẩn bị thêm cái hộp quạt nha các bạn. Trời ơi, lấy cái dao cho em nhảy. Ai cho năm sao với ba sao mỗi đây. Ôi giờ 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 ok 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 con đốt than làm gì Minh? Dạ con nấu nước nấu mì. Trời ơi công nhận không sao này sáng tạo dữ dằn khâm phục khâm phục. Dạ con à. Tại xưa mình bắt chúng không sao thôi chứ năm sau mình làm chi cho cực. Rồi bỏ đi thôi giờ mình làm mì. Rồi nước sôi rồi anh em ơi. Wow. Nước sôi rồi. Khâm phục quá Minh ơi. Cô bạn Minh làm vậy? Để cho mì chứ làm gì con? Ồ, nước sôi bốc khói luôn, đúng là đẳng cấp, đẳng cấp. Wow, quá trời. Có lửa hang rồi, bây giờ mình nướng nóng luôn các bạn. Thì với mình tận dụng hang luôn hả? Chứ sao. Thôi thấy không sao nãy giờ làm mì rồi nướng ốc tùm lum thấy đã quá. Thôi về mình ăn đỡ cái này kia đi mà mấy đứa ơi. Dạ. Cái bữa hôm tí không sao mà mới đổi 3 sao, 4, 5 sao không ước ao được nhưng mình mà không được các bạn. Thôi giờ mình ăn nách với đậu thập cẩm cho đỡ buồn miệng Trang ơi. Còn mình thì ăn kẹo bạc hà. Trời ơi mì chín rồi các bạn ơi. Ăn thôi. Mời các bạn nha. Ngon quá. Trời mưa rồi Vinh ơi, dọn dọn. Ha ha ha, chuyện này là bên đậu không sao rồi, to rồi. Không sao rồi các bạn ơi, giờ mình có ập giọng lại thôi các bạn ơi, mọi lửa nó hết hết á. Mưa rồi các bạn ơi, bây giờ mình kéo màn lại. Qua wow, không biết bên cơ không sao có đầu hàng không nữa mà thấy nó chui dưới đá giỏng kìa Trang. Bây giờ mình ăn bánh đi anh mà anh ơi, mưa rồi đó bụng quá. Ừ anh ấy cũng đói bụng nữa, để anh bật đèn cho sáng. Rồi ok ăn được rồi đó. Em muốn ăn bánh nào? Ăn bánh này ha. Ừ. Thôi rồi bây giờ đi mình đốt đèn lên nha các bạn. À rồi thấy công dụng của đèn năng lượng mặt trời của mẹ mua chưa? Wow. Trời sáng rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ hai mẹ con mình ăn tối đây. Giờ con muốn ăn gì Trang? Con quế ăn. Dạ. Ok. Team mình đã chuẩn bị cái quạt nhưng mà công dụng của nó là có đèn luôn nha các bạn. Để bên đây đi. Bây giờ mình ăn tối nha các bạn. Ôi con trời cũng tối rồi, hơi lẹ rồi, tối mấy con ốc vẫn chín chưa? Trời ơi, tặng nhanh, nhắc luôn. Mở bẻ ốc nha. Trời ơi, ta nói không sao như 10 sao vậy đó. Ngon quá. Trời ơi, anh Minh ở lại ăn ốc kìa mẹ. Con muốn đỡ bánh nó quá ăn ốc quá. Rồi rồi, đi con, em nhẫn đây. Ê, mình ăn cái nữa. Gì vậy? Đi thôi. Mình kia ăn kia, mình đỡ luôn. Con nha. Cảm ơn con. Lấy tôi hai con đi. Con hả? À, con là bánh có nhiều nhiều nha. Ok luôn nè. Đúng không? Đúng không? Là bánh nhiều rồi, hai con nha. Trời ơi, con hai con. Hấp dẫn đó Minh. Cái bé không?
nè. 3 sao với 5 sao mà lại còn ăn ké nữa. Mình thấy là hơi bị nhục rồi đó. Mình là từ nhiều được rồi, còn cái gì hóng nữa mà. Tối giờ team mình qua hưởng sáng giờ không sao, đốt lửa trại nha các bạn. Chứ mình ở đây mình mới vô chứ vô liền chém lắm các bạn ơi, không có gì chơi hết. Cho hai đội của cô qua ké xong mũi chút được không Minh? Được. Để mất công rồi con nói nhục này nhục kia nữa à. Tiện lợi luôn á Minh. Thôi. Trời ơi, 5 sao, 10 sao cũng có gì đâu. Quan trọng là cái đậu để tính toán thôi. Ê, bạn nói tôi hả bạn? Ở đâu, nói nó cũng lông gì không. Chèm đi, chèm đi. Chèm đi, có gì không? Đây, đây, đây. Đây, anh Hùng Lê. Nghe gạo nước sấy nè. Rồi, cô Hồng mà bánh mít. Ừ. Có bạn Lê Lâm Thâm, mua ngọt giòn quá à. Chứ nào anh mua hàng tỷ không á. Giờ ăn uống xong rồi bây giờ mình ngủ nha các bạn. Giờ ơi, hôm sau ăn uống dạ quá. Hẹn các bạn ngày mai gặp lại nha. Ê, đóng lại. Thôi mai quá. Tối rồi em buồn ngủ quá anh Mạnh ơi. Ừ, anh thấy cũng buồn ngủ đó. Hay là mình đi ngủ luôn đi. Hẹn các bạn ngày mai gặp lại. Công nhận cắm trại 24 giờ dạng sau này vui và thú vị quá các bạn ơi. Thôi nãy giờ á mẹ con mình ăn no rồi, thôi giờ nằm nghỉ con ơi. Dạ. Bên kia ngủ hết ráo luôn rồi kìa. Tắm thôi thôi, tắm lại để ngủ. Giờ là 6 giờ rưỡi sáng rồi nha các bạn. Thật sự thì nguyên đêm hôm hai mẹ con mình nằm ở trong đây á, đầu hôm thì nó hơi nực tí xíu, nhưng mà tối thì bắt đầu nó hơi lạnh lạnh, nhưng mà mình kéo cái này lại thì nó ấm nha các bạn. Và lương thực của mình thì còn như đây các bạn, thấy không? Đây mình còn được gần một chai nước. Rồi này là bịch kẹo, này là bịch bánh gạo, rồi này là một lốc sữa, lại hai trái táo. Giờ trang mình 6 giờ rưỡi rồi mà còn ngủ nha các bạn. Chắc mình nghĩ lâu lâu mà đổi ngủ trong liều này nó ấm hay sao, tới ngủ tới giờ như vậy. Thôi mình để cho con gái mình ngủ luôn. Bây giờ mình sẽ qua review hai cái bên chỗ 5 sao với 0 sao cho các bạn xem nha. Coi như thế nào rồi. Có bỏ cuộc nửa đêm hôm nay nữa. Sáng ra đây thôi, hít thở không khí sao nó trong lành quá các bạn ơi. Sao 5 sao này im lìm dữ vậy ta? Wow, 5 sao này ngủ thôi đúng tới muốn tới 12 giờ trưa luôn không vậy đó. Mạnh ơi, Mạnh. Dạ. Em ơi. Ai à? Cô chứ ai, nghĩ ai nữa. Tự nhiên đêm tự nhiên con ốm gì mà ấm ấm đã không con mềm mềm nữa. Vậy nè, hồi ôi quạt gió đầu ngay ngất ở dưới chân luôn rồi. Ngủ thôi, đã luôn, Vinh ngủ hoài luôn rồi kìa. Giống y chang trang bảnh cô luôn á. Trời, đồ ăn cũng còn cũng ngon à nha. Con hả? Con còn hai chai nước yến xà xào chi coi chiên chiên nửa chai nước với lại một bịch nu chiên, hai trái bơm. Để Hoàng Minh coi, bỏ hai đứa nó ngủ đi. Hoàng Minh coi, hôm giờ không biết có mũi cắn gì hôn nằm im re à. Trời, chị Minh ơi, hừng sáng rồi nè. Sáng rồi kêu vậy. Trời ơi, cô kêu con chạy còn sao chứ thấy nằm võng im ru, ai biết hôm có mũi không? Dạ không có cô. Ờ, mùng này có lấy mũi nào mà bay vô cho nổi. Tối nó lạnh lạnh hơn. Ủa, tối còn sợ ăn trộm lấy nước lấy đồ qua gì mà bỏ vô ôm ngủ luôn vậy. Đè ngủ gì nổi. Tối còn lạnh hơn á, có cái này nè, cái này hệt cái niệm á cô, nó có ba cô biết thì sao mà con lạnh rồi. Tại vì cái mương này nè, tối cái hơi nước nó bốc lên bắt đầu con lạnh á. Mà hên cái này cũng có lớp dày nè, cũng được. Có lấy lớp được cô. Thôi mở ra coi sao rồi. Cái trùm trùm đóng hoài. Sương sương sáng tối tối nó xuống cơ hả, có mấy cái dừa nó che. Ờ, có mấy tàu dừa này che cũng có lý ha. Rồi có bỏ cột chưa? Chưa. Chưa luôn hả? Bây giờ Minh còn lương thực gì là cái gì? Còn lương thực là gì đâu cô coi ăn. Còn có hai cái nước chút xíu qua xin lương thực quá à. Ờ, nói gì nói chứ lát nữa con qua cô ăn nha, thoải mái luôn. Thật sự thì team mình làm thử thách mà cắm trại không sao, 3 sao với lại 5 sao rồi rất là thú vị nha các bạn. Nếu mà các bạn yêu thích team mình làm cái dạng mà thử thách 24 giờ mà theo phiên bản sao này thì các bạn hãy cho một like, đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, thì lúc đó team mình sẽ có động lực làm những video mà tương tự giống như thế này cho các bạn xem nha. Rồi qua cô cho ăn đồ ăn nè, đi.
bên mình không còn đồ ăn nhiều nhưng mà đủ ăn được á. Qua uống nước yến mình ơi, thấy cô thấy bên mạnh còn khai cho nước yến á. Đây đây.